Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh review chia sẻ về các sản phẩm về điện máy. Hôm nay sẽ là một bộ đôi của TV TCL, phân khúc là 65 inch, giá thành dưới 20 triệu đồng các bác nhé. Các bác đã sở hữu được một trong hai TV này rồi, một dòng TV đèn LED và một dòng TV đèn QLED các bác nhé. Thì rất mong được sự ủng hộ của các bác bằng cách bấm đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất mà em chia sẻ trên kênh. Rồi em sẽ đi tần lượt hai cái model này để các bác biết được đến trong dịp Tết năm 2022 này các bác có nhu cầu mua sắm có thể nhanh tay mua sắm tại siêu thị điện máy Ecomax của bên em. Dòng TV của TCL thì luôn luôn là một trong những dòng TV được rất nhiều các bác lựa chọn trong cái phân khúc giá tầm trung các bác nhá. Giá tầm trung thôi, em chưa nói đến dòng cao cấp. Bởi vì sao? Bởi vì TV TCL thì là hàng của Việt Nam và chúng ta được bảo hành điện tử đến 3 năm cơ. Rất chi là cao. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ không chỉ về giá thành tốt mà dòng này thì được thiết kế rất chi là đẹp mọi người nhá. Kể cả các dòng TV LED lẫn các dòng TV QLED. Ở đây thì em có hai model, nó là con TV bên này là con TV 65P725 và dòng bên này sẽ là dòng 65Q726 mọi người nhé. Cả hai dòng này thì các bác đều được sở hữu khung thiết kế tràn viền, các bác nhìn thấy viền rất chi là mỏng mọi người nhé. Viền cực mỏng và cực đẹp luôn. Con này cũng tương tự như vậy, viền rất mỏng và đẹp, viền giờ rất chi là mịn. Viền này thì hoàn toàn bằng kim loại các bác nhé, hoàn toàn yên tâm khi mà các bác kê vào trong phòng, nó sẽ giúp cho chúng ta có không gian đẹp hơn và sang trọng hơn. Bên cạnh đó thì phần phía dưới này, cái phần góc bo của TV 65P725 nó cũng là viền bạc, viền màu bạc. Đây các bác nhìn thấy viền màu bạc. Và chân của nó cũng tương tự như vậy, chân hình chữ V sợi sang hai bên này, cực kỳ là đẹp khi mà chúng ta để trên kệ các bác nhá. Có một hệ thống loa ở ngay phía dưới cùng này, giúp cho chúng ta có một hệ thống loa to hơn và đanh hơn. Nếu các bác có loa sau 3 ở đây, có thể để ngay dọc dài viết TV được mọi người nhá. Con Q726 thì nó cũng có một cái chân hình chữ V ở chính giữa này, nó không phải là bên ngoài cùng này, nó gần bên trong hơn. Và đi kèm với dòng này sẽ có viền kim loại và có hệ thống loa OnQ mọi người nhé. Hệ thống loa OnQ chỉ tích hợp trên các dòng TV QNET C725 hoặc là Q726 thôi. Còn dòng P725 thì không có hệ thống loa OnQ. Cả hai dòng này thì đều chạy Android mọi người nhé, chạy Android. Và có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt, đi kèm với nó sẽ có tìm kiếm rảnh tay, không cần đến điều khiển nữa mọi người nhé. Với cái phân khúc giá mà bên em đang bán dòng 65P725 thì chúng ta mua được với giá hiện tại đang bán là 17.350.000. Còn nhỉnh hơn một chút thì chúng ta mua lên con 65Q726 này với giá là 19.980.000 mọi người nhá. 19.980.000. Dòng TV QNET thì lúc nào cái màu sắc của nó sẽ được tươi sáng hơn này. Tốc độ xử lý của nó sẽ nhanh hơn. Tốc độ xử lý của dòng Q này nó sẽ lên đến 120. Xin được qua con này cũng là tần số quét 60 thôi, chưa đến 120. 120 thì các bác phải mua đến các dòng TV Q7, còn là các dòng TV C825. C825 hay là C728 thì nó mới là tần số quét 120. Các dòng C725 hay Q726 thì tần số quét của nó cũng chỉ là 60 mà thôi. Tuy nhiên thì đối với tấm đèn QLED thì chúng ta luôn luôn có màu sắc tươi sáng hơn và rực rỡ hơn so với những dòng TV đèn LED thường bên kia mọi người nhé. Và ngoài ra tích hợp hệ thống loa OnQ như em còn nói ở phía bên này. Về thiết kế và phần nắp sau lưng thì hai dòng này cũng khá là tương đồng thôi, cũng không có chênh nhau quá nhiều mọi người nhé. Các bác có thể treo tường hoặc là để trên kệ thì đều đẹp cả, đều đẹp cả, giống nhau cả. Và chúng ta có thể bỏ ra thêm khoảng độ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng để chúng ta sở hữu lên dòng TV QLED. Còn không thì các bác sở hữu được dòng TV LED thường bên này, con 726 nó cũng là giải trí rất là tốt rồi. Chạy Android chúng ta có kho ứng dụng giải trí của Android cực kỳ là nhiều. Và hầu như chúng ta chỉ xem YouTube, hình như là trình duyệt web hay là có trình chiếu từ điện thoại lên Netflix hay là xem những ứng dụng cơ bản là chúng ta giải trí rất là tốt qua cái dòng TV 65P725 này rồi. Đấy, các bác có nhu cầu mua sắm những dòng này có thể nhanh tay liên hệ với siêu thị điện máy của Ecomax qua website ecomax.vn hoặc đến trực tiếp tại sàn tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh mọi người nhé. Em là Gia Hoàng vận chuyển lắp đặt miễn phí là 20 km. Các bác ở tỉnh hay là ở xa thì có thể bên em gửi hàng qua đơn vị vận chuyển của Viettel hoặc là chuyển đến khu vực tỉnh thì chúng ta mất thêm 100-200 nghìn tiền phí vận chuyển mà thôi. Bảo hành thì bảo hành toàn quốc rồi nên các bác hoàn toàn yên tâm mọi người nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những clip tiếp theo.